Đừng xem ơi, từ từ xem, từ từ. Mày nằm xuống được đâu mà nằm, mày nằm xuống mày đè nó sập lép luôn á. xem. Đi. Dẫn vô cho mọi người xem mấy lính nhỏ của cưng rồi xem. Đi vô đây. Tụi nó ở trong đây nha mọi người. Mình sẽ cập nhật tình hình mấy lính nhỏ của ông Sám cho mọi người coi. Thằng Sám nó đi trước rồi nè. Ê, mấy đại ca đâu? 7 đứa nha, trời ơi. Cái khăn nhém ở đây lọt ra mất tiêu rồi. Trời ơi hên. Lọt cái chân xuống rồi nè. Mày lôi ra hay gì khám? Rồi, mấy lính nhỏ phe nha mọi người, để mình nhém lại cái rồi mình cho mọi người xem. Rồi nhém xong rồi nha, hai lớp nha mọi người. Ở dưới là một cái lớp vải, xong rồi tên đây một lớp rơm nữa. Quyển Sám nó banh ra hay gì á, bữa giờ mới banh lần đầu tiên luôn nha. Thì đây, mấy đứa con của Sám mọi người coi nay đã chưa? Đủ màu hết trơn á. 7 đứa nha, con màu đen chui trong kia rồi. Con màu đen mình đang nghi ngờ là con của con cỏ nha. Lớn lên sẽ thấy giống con cỏ quá. Bây giờ rõ hơn thì mình sẽ bắt nó ra rõ đem ra ngoài kia, sáng sủa cho mọi người dễ xem ha. Coi bỏ bắt thì cũng gian nan với con Sám ạ. À. Nó nhìn theo suốt, nó cưng con dữ lắm mọi người. Nói chung là nó cũng, bữa giờ là nó cũng ra khỏi ổ nhiều rồi, nhưng mà vẫn thường xuyên chui vô ổ nha, nằm với con nha. Tối là cỡ nào cũng ngủ với con hết trơn, không có ngủ ở ngoài nha. Con xù là ngủ ở ngoài. Con xù là không có ngủ với con. Khuya nó hứng hứng thì nó vô cho bú thôi. Đó, thay nguồn rồi nó ngự thấy không? Rồi mặt không dữ không? Ác không? Mới bị nguồn cắn lủng cái đầu hồi tối nè mọi người. Giờ nó ăn với nguồn bị nguồn cắn lủng cái đầu luôn nè. Nó chưa sức hút sát trùng cho nó nữa, quên. Ơi ơi chết, quẹn của tôi. Đây nha. Bầy con của ông Sám thì phải nói là xứng đáng đồng tiền mất gạo luôn á. Mau nó cắn mau bây giờ đó. Đây mọi người coi nè. Đó, mau bị mơ bị xám phập. Con mua nè mày, tối tôi giả cho mấy cái rồi, bây giờ con mê mê hỏi người nhỏ. Nay mở mắt rồi nha mọi người. Tình hình là nay mở mắt rồi nè. Nhưng mà hồi nhỏ là nó màu trắng luôn, nhưng mà lớn nó, hồi nhỏ là cái mũi đỏ, lớn cái mũi nó đen đen chút xíu nè. Cặp mắt thì đen thui à. Không biết có bị đốm không nữa. Nè, con này cũng vậy nữa nè. Nè, bốn con rắn nha, mở mắt đen thui đã lắm. Phập đó Sám, hồi Sám phập đó. Sám phập mau cái đi, anh quay tiếp nè. Phập mau cái. Chơi gì? Có con cái hắc hủ gì ta. Đây rồi, còn con này không biết con của ai nè. Con này không biết con của ai. Ở đằng sớm ở bên kia sông, đằng kia có con màu vàng đen giống vậy nha. Hiện chó đực, chó bạc lê lai, không biết có phải hay không. Con đẳng là bạc lê lai nha. Con nếu mà đúng là cha nó thì con đó là bạc lê lai lai á. Còn con này là giống con chó vàng nè. Con chó vàng nó ở, nó cũng ở bên sông luôn. Cái chậu kế bên có con chó này. Thì cái cha của, nếu như mà là con chó vàng đó, con chó vàng ở bên đó nó là cũng là bổn của nhà mình luôn nha mọi người. Nó là con của con mực già. Nói chung là nó là hình như là nó là em của mực Euro, lứa sau của con mực Euro, con của mực già nhà nha. Mực già nó đẻ ra mực Euro, là mực già hiện tại bây giờ, xong rồi đẻ thêm con đó nữa, hay là thêm một cái nữa là nó là sẽ là con của mực già nha. Con mực già đẻ con mực Euro tước, xong rồi đẻ tới mẹ con chó vàng, bảnh rồi mẹ con chó vàng nó mới đẻ ra con chó vàng đó. Rồi bây giờ con chó vàng đó ấy con Sám đẻ ra con chó vàng này đó. Con vàng vàng ruốt ruốt giống vậy mà cũng giống vậy nè. Con này đẹp nha mọi người, lỗ mũi nó không bị đen luôn nha. Con này là nó đỏ hết luôn á. Mặt ngoài nó đỏ hết trơn nha. Phập. Sao nó phập mau nãy giờ mà mau không sợ. Còn con này là mình đang nghi ngờ là con của con cỏ nè mọi người. Bốn mắt nè. Cái mặt nè. Đó. Cái thay vậy mà tẹo vô cái rổ nằm được, mày cũng hay rồi đó. Mày cũng hay rồi đó. Làm cái tò mèo gì đó Sám. Đi ra. Ra đi lấy anh tải cho, tẹo ra đi. Bây giờ nó không cho mình bắt con nó đâu mọi người. Giờ nó kêu nó ra nó không ra luôn rồi. Đi ra đi, lá anh tả cho, tèo ra đi. Tèo ra đi anh cho mọi người coi cái là anh tả cho. Đi ra đi Sám. Sám. Mày ngậm xuống được đâu mà nằm. Mày nằm xuống mày đè nó sập lép luôn á. Thôi đứng dậy. Sám đứng dậy Sám. Đè nó sập lép bây giờ Sám. Đi ra đi rồi một bé anh tả cho.
ra thì cho mọi người coi cái. Đừng xem ơi, từ từ xem, từ từ. Thôi mình ẩm ẩm vô chuồng nói tiếp nha mọi người chứ giờ không được. Thôi thôi rồi anh trả. Ê, nằm vô tổng anh trả. Đi vô chuồng, đi vô chuồng. Đi vô chuồng, anh trả cho. Rồi đi vô chuồng, trèo vô chuồng đi. Trèo chuồng đi anh trả cho. Trèo chuồng. Rồi từ từ anh bắt vô anh trả cho. Nè mọi người coi nè nha. Đó, con đầu tiên là con vàng. Vô chuồng ha. Con này với lại con này nó lớn lên rồi xong nó ngoài cái lỗ mũi màu đen thì nó còn có cái đốm nữa. Ủa con này không có cái đốm. Con kia mới có cái đốm. Con còn có đốm đây, con này có cái đốm nè mọi người. Nhìn kỹ thì thấy nó chưa có trổ nhiều nha. Nè cái đốm nó vàng vàng ở đây nè. Nè. Con này có cái đốm nha mọi người. Đó. Ở với lại là hai con chó đực, hai con chó trắng đực thì nó sẽ có móng đeo nha mọi người. Hai con chó trắng đực có móng đen, còn có móng đeo, còn hai con chó trắng cái là không có móng đeo nè, con này có móng đeo nè. Có một con là hai móng đeo luôn. Đây nè. Có một cái móng đeo nha. Đó, cái này là cái móng đeo. Đây, chân ở đây cũng có một cái móng đeo nữa nè. Còn con đực kia là một cái chân có hai cái móng đeo rồi một cái chân có một cái móng đeo. Con này là đang nghi ngờ là con của con cỏ nè. Tại bữa hổm lúc mà con xám nó đang chịu đực mình có thấy con cỏ nó đeo nó nhảy con xám nha mọi người. Thấy có nhảy. Biết nhiều khi nó dính đường con thì mình không biết. Còn con này là đang nghi là con có con bạc lê lai ở đằng kia. Còn chó trắng thì mình không biết luôn. Nói chung mình ở đây mình không thấy chó trắng nào hết mà sao tự nhiên con xám nó ra được bốn chó trắng. Thế cho mọi người con chó đực có hai móng đeo nha. Nó này đứng bò bò nè kìa. Đó bò bò đó. Như con này chó đực hai móng đeo không ta? Xám ơi coi cái xám. Nè, con chó đực hai móng đeo nè mọi người. Cái chân đó nè. Có tận hai cái móng đeo luôn nha. Đó mọi người thấy không? Hai cái móng đeo, bên này thì một móng đeo thôi. Bên đây thì hai móng đeo luôn. Mình thì mình đang định là để nuôi lại hai con chó trắng đực nha mọi người. Hoặc là một con chó trắng đực với một con chó này. Với con chó ruốc nè. Đó. Thì mọi người thấy con xám là mọi người đủ hiểu là bữa nay nó vẫn còn đang rất là cưng con nha. Không rớ tới được mọi người. Thay nó vậy mà tẹo cái rổ. Sợ bắt con nó nhắc giờ nó nằm nó giữ tới mơ luôn á. Đó trời mày xám mà. Trời ơi. Giờ chắc sợ tôi bắt con chứ gì rồi. Đó nhẹ nguồn. Nó bị cái nguồn cắn lủng cái đầu đó. Lủng cái trán đó. Nó để sức thuốc sát trùng cho nó mà sáng giờ còn bận bịu quá nên mình quên chưa sức. Bên đây là xám còn bên đây là sầu nha. Ô sầu cho bú rồi hả? Rồi. Nhìn sầu thì thấy mắt chán lắm mọi người. Nó không có sữa. Mấy đứa này nay biết tự uống sữa rồi nha mọi người. Sáng mình mới cho uống sữa thử. Mình rót lấy mình cho uống thử rồi biết tự uống sữa rồi. Nhưng mà uống nhấp à. Vẫn là những cục bông nha. Đã lắm. Bên đây con của con sầu nó đã hơn con xám mọi người. Kiểu con của con sầu lông nhiều quá. Lông nhiều nó sù hơn. Còn mấy con nhỏ con của con xám mình nghĩ mốt nếu mà lớn nữa lông nó cũng không có sù bằng mấy con này đâu. Mấy con này nó sù hơn. Nhìn đã thì chứ. Hai ở nha. Tối thì mình ngủ ở trên đây nha mọi người. Mình với Mau ngủ đây. Mình với Mau ngủ giường. Mình nằm ở trên. Còn Mau nằm ở chân mình ở đây nè. Nằm không nhìn ra sáng mặt trời chiếu vô. Tự biết là sáng rồi tự dậy. Còn lại thì mấy con này nó ngủ ở đây. Rồi còn lại là mực, ói, sù, xám. Sù thì nằm ở đây nè. Nó không vô ổ nhưng mà nó nằm ở đây nha. Nó ngủ ở đây, nằm ngay đây nè. Sù, xám, mực, ói với mun sẽ ngủ ở đây. Còn con cỏ nó ngủ ở bảnh với anh hai nha mọi người. Nói với con mực hai ông cháu nó không có chơi chung được. Nó ngủ với anh hai bảnh nó. Nằm võng nó ngủ với anh hai. Anh hai thì ngủ trên võng. Anh hai ẩm nó lên nó nằm trên bụng anh hai nó ngủ. Anh hai cưng nó dữ lắm. Bữa giờ gì mà sung sung ngáo ngáo chạy đi rồi. Còn tình hình ói viên môn thì hoàn toàn bình thường nha mọi người. Rất là tình sức khỏe rất là bình thường, rất là ổn luôn. Bây giờ sẵn rồi, mình sẽ thử thách con xám bằng cái cách là mình sẽ bắt con nó để lên giường. Coi nó có dám nhảy lên giường hay không nha mọi người. Bình thường cái giường này là chỉ có một mình con sù dám nhảy lên thôi chứ không có con nào dám nhảy lên. Sù nó nhảy lên nó bắt chuột thôi chứ không con nào nhảy lên. Bữa nay mình thử thách con xám nha. Bắt con nào đây, bắt con này đi. Con này bú dữ nè. Rồi đến giường. Ngủ luôn. Tỉnh queo luôn. Không nhúc nhích luôn.
kỹ xem. Con mâu nó sủa lãng, nó chạy tới chạy luôn, nó sủa hoài trời. Trời ơi, còn ông này bỏ anh giường nằm ngủ luôn rồi. Ngủ luôn rồi mọi người. Con này là con cái nha mọi người, con này là con cái chứ không phải con đực. Nó bò kìa. Thì bú hoàn toàn là sữa mẹ hết nha, do là mẹ nhiều sữa nên bú sữa mẹ hoàn toàn luôn, không cho bú sữa thêm nha mọi người. Con sù thì bú sữa thêm 90%, sữa mẹ 10%. Ờ gơi. Cứ vậy chạy kìa. Thôi con, thôi xuống ổng. Đi bắt lên giường của mình, sáng nó không ấy gì hết trơn nha mọi người. Nè, tao bắt nè. Nè, đứng dậy. Đứng dậy nè Sam. Thôi trả cho nó nha mọi người. Trả vô ổ cho nó. Vẫn cưng con như ngày nào, Sam chữ ít vẫn là số 1 nha. Sam chữ ít. Mọi người coi đó, coi chịu nổi không? Mình mấy nó kìa mọi người, có ướt mem luôn kìa. Nó đi lội đâu về mọi người. Người ta lội về thì thôi, ta đi ra chỗ nào ta lăn cho khô đi rồi xong ta vô cho con bú tiếp. Lội đi đã, giờ mình mấy ướt mem mà cũng lăn vô cho mấy nhỏ bú nữa. Ướt mem luôn nè. Trời ơi. Vậy mấy con kia cũng bú rồi, ngủ ngon lành luôn rồi. Xấu xàm em. Xấu xàm em. Hả? Nó vậy đó mọi người. Cưng con thì cưng, nhưng mà cái tật mà ngáo ngáo ham chơi cà tưng cà giật là không bỏ được nha mọi người. Cũng khùng khùng vậy đó. Đúng là mẹ ruột, mẹ nâu của mẹ nuôi của con mâu mà. Đó thì hôm nay mình chỉ làm video này để cập nhật tình hình của con xám, mẹ con của con xám nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye mọi người. Thank you.